trồng rau. Không phải giả lại nữa nhá. Cậu xin lỗi. Đây vẫn còn. Chồng về nhà chưa? Đâu? Chồng cháu đi quê hôm nay cũng chưa đi về à? Đi làm đâu? Thế làm sao lại sinh với nhau nè? Có cái gì đâu cô. Cô đi chuyện là cháu đi với sắm thì bị ngã, xong là có một anh làm đi chứ anh đi nâng lên hộ, thế là chồng cháu chạy đến chứ cái gì thì đã bỏ đi, đã hiểu đâu. Ôi đàn ông trời ơi, dán lắm chưa? Cái này chỗ lông nào ạ?
đây đứng đây thì này ba cái này ăn vô không bắt cầu
Cái ơi, thở nào. Của em đấy, trứng của em đấy. Nóng chịt nhá. Sao thế, nóng à? Ăn được chưa? Nước em nhá. Sao thế? Không, không ăn à? Nắng rồi, nắng ấm rồi, đi tắm cho em nhá. Đúng không? Nè. Ồ, đi tắm lại em. Nắng ấm rồi, chúng mình đi tắm thôi. À, yêu nào. Yêu. Một tí thôi. Nhưng mà bỏ ra đi học mấy chục năm.
đưa nợ nó còn phạt đố cái điện nó bây giờ tại phải nhà Mỹ của thằng Thung cũng vậy chứ vừa nhà ra đây mua đồ không? Vâng. À đây à? Vâng. Cháu làm ở đây lâu chưa? Cháu làm được mấy hôm rồi ạ? Vâng. Hôm qua cô gặp vợ cháu bảo là nội cháu của nhà đi, hôm qua gặp vợ bảo là buồn quá, chia tay anh ở đâu? Vâng. Cháu nọ cháu đi đón vợ cháu lấy sắn thì thấy với người khác ở trên nương, cháu bực quá cháu không chịu được thì cháu bỏ đi làm. Vâng. Cháu hiểu lầm vợ cháu rồi, vợ cháu không như cháu nghĩ đâu. Vâng. Cũng thấy vợ cháu kể bảo là đi lấy cỏ ngã thì anh hàng xóm kia nhớ đến thôi. Vợ cháu nọ đi lấy sắn thì bị ngã thì anh hàng xóm kia nhớ thôi, không có gì đâu, cháu hiểu lầm thôi. Chả biết làm cô thế nào cô ạ, nhìn thấy cái bực quá, để vợ phản bội.
Vâng. Cháu nhà mong lắm. Vâng. Nghe cô thứ cháu về. Bây giờ buồn cháu đi về thôi. Vâng, cháu cảm ơn cô nhá. Thì cháu cứ thêm đi về nhá. Vâng ạ, vâng, tí nữa cháu về sau ạ. Vâng, cô về trước nhá. Cô đi đồ đấy. Vâng. Vâng, đi cho vẻ. Khả năng các bác làm ở đây nhá, em xin phép về mấy vợ tí. Dạ vâng. Vâng, có tí việc gia đình. Các bác làm sau tí nhá, em nghỉ trước tí. Vâng. Vâng. Nhà đúng không? Vâng. Tình hình là anh phải về có tí việc gia đình, anh phải về. Nghỉ anh ấy xin nghỉ anh về trước. Anh em tí. Rồi ok. Ừ. Các anh về làm đi cũng được 3 ngày nhỉ. Ừ, được mấy ngày thì chúng xem vâng. Công cán bao nhiêu cho anh xin tiền. Công cán thì làm mấy ngày. Chú xem bao nhiêu thì cho anh xin anh về với vợ tí. Đấy thì mấy ngày em làm ở đây thì em được bác 1 triệu. À đây ạ. À. Đây. Đây. Rồi, cầm theo. Anh xin nhá. Gia đình có việc thì dạ, anh về. Và nữa rồi anh lại đến đây làm cho anh làm đi nhá. Rồi ok ok. Làm nhau trên nước. Rồi rồi. Em ơi. Ừ, xin nhá. Chú anh ơi. Vâng. Gia đình có việc thì phải về. Chấp nhận ạ. Vâng. Rồi khi anh xin phép nhá. Vâng vâng. Anh xin cái ba lô quần áo nhá. Rồi rồi. Rồi chào các bác nhá. Vâng vâng. Về trước đi nhá. Rồi mai anh đi may mắn nhá. Rồi, cảm ơn nhá. Dạ. Đây cái cảnh đẹp nhất. Quả chưa? Cân xuống quả dưa này. Quả đã được đấy, lấy quả. Bao nhiêu? 404 là bao nhiêu tiền? Cảm ơn chị nhá. À, đây đây. Nhà không? Chú mua gì? À, con à, bán cho cái bánh. Bác tiền một cái đây. Bánh mặn này là 3.000, bánh ngọt này là 2.000. Ừ, thì đấy là chúng mới dưới 5 cái. Nhá. Thế còn 4 cái. Ừ, 4 cái cũng được. Thế thì 6 cái này nữa. Đấy, thì con lấy cho chú 4 cái này với 6 cái này. Là 10 cái nhá. Nhá.
Em tưởng anh không mời anh đi đâu ấy. Anh xin lỗi, anh hiểu lầm em, anh đi làm mấy hôm. Các chồng xin lỗi nhá. Thôi không gì nữa. Thôi mà. Anh không mời em à? Thôi, chồng xin lỗi. Anh chưa biết gì anh cứ hồ đi rồi. Thôi cho chồng xin lỗi, cho anh xin lỗi. Anh hiểu lầm em. Thôi mà. Không nữa nhá, anh ngồi đây xem nào. Đúng nhá. Chồng mua bánh cho vợ đây, vợ thích ăn bánh khoai đây, bánh tôi đi mà. Thôi không nữa. Mà chồng xin lỗi, anh sai rồi. Thôi không khóc nữa nhá. Xin lỗi nhá. Lần sau anh không thấy nữa nhỉ. Có gì để hỏi vợ nhỉ. Chứ chị đã bỏ đi à. Xin lỗi nhá. Đây thì chồng mua ấy cho vợ này, mua bánh này, bánh khoai này, con ăn đi. Su, à, củ cải. Anh đang đi đâu mấy ngày nhỉ? Đi làm ở đâu? Đi làm công trình xây với họ. Chồng ăn đi, vợ ăn đi. Để chồng vào cắm điện nhé. Vâng. Chồng còn mua cả dưa cho vợ này. Chồng mua như thế nào? Đi làm được mấy ngày có tiền thì mua đúng quả dưa cho vợ đây. Dưa to đi vợ, cầm con dao lên bổ nhá. Vợ ấy cầm bỏ bánh và đĩa với lại cầm con dao lên bổ dưa nhá. Vâng. Mang lấy bổ nha. Khó đi. Khó thế. Dưa này chắc ngọt lắm ấy. Ngồi đi. Ừ. Cái ghế đó ngồi ra đây. Wow, dưa đẹp chưa. Ui dồi. Đi vào ăn đi. Ăn bánh khoai. Vợ ăn bánh nha. Tí nước bổ. Ăn đi vợ ơi. Ngon lắm. Chồng vừa ăn bánh nướng ngon lắm. Ở nhà mình cũng buồn lắm. Xin lỗi nhá. Chồng vì yêu vợ quá mới thế thôi. Nhìn thế không chịu được. Chồng thế nữa nhỉ. Chén. Đủ lắm. Ăn trong ăn bánh xoài nó ngon lắm. Bánh xoài ngon lắm. Ăn rồi. Bánh xoài ngon mà. Chồng đi làm mấy hôm được 1 triệu, vợ cất đi nhá. Thôi tao cầm đi, chồng thôi cất đi, có mua cái gì đâu, làm về cho vợ mà, cầm cất đi, con còn không tiêu bỏ con lợn nhỉ. Vâng. Ừ. Thì để em đút vào con lợn. Chứ sao hôm nay chồng lại đuổi chồng đi về nhà? Hôm nay đang đi làm thì gặp cô Hùng đi mua đồ, thế cô ấy gọi và nói chuyện. Cô mới kể hết mọi chuyện thì chồng mới hiểu, chồng mới biết lỗi của mình, mới về xin lỗi vợ. Sáng nay vợ vừa gặp cô ở ngoài đồng ngô mà. Chắc vợ nói thì cô mới biết. Cô gặp chồng cô mới nói. Cho chồng xin lỗi nhá. Nhìn. Ôi. Nhìn. Đi. Đây vẫn còn. Ngon. Ngon. Bón ngon thế. Chồng ơi, mở đun nước rồi anh đi tắm đi. Ừ. Có
mai đi ngủ sớm nhờ. Ừ.